Công an Hà Nội, Thanh Hóa, trận siêu cúp đặc biệt. Diễn ra vào thời điểm khác với thông lệ, siêu cúp quốc gia 2023 có thể xem là cột mốc đánh dấu thời kỳ mới của bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ. V-League 2023 mới kết thúc được 40 ngày nhưng siêu cúp quốc gia 2023 đã đến, bắt đầu cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên vắt qua 2 năm thống nhất với lịch thi đấu của châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Á, bắt đầu từ mùa thu năm trước và kết thúc vào mùa hè năm sau. Bên cạnh đó, đây cũng là trận siêu cúp đầu tiên trong lịch sử có VAR, Video Assistant Referee, trợ lý trọng tài video. Trận đấu ở hàng đẩy chiều nay là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội và đội đoạt cúp quốc gia 2023 Thanh Hóa. Công an Hà Nội quyết tâm ẵm cúp trong lần đầu góp mặt, còn đội bóng xứ Thanh cũng khao khát không kém kể từ lần đầu giành danh hiệu này năm 2009. Ở mùa trước, Công an Hà Nội đánh bại Thanh Hóa 4-1 trên sân khách rồi hòa 1-1 ở hàng đẩy trong vòng cuối V-League 2023, kết quả vừa đủ để đăng quang. Đến hiện tại, lực lượng hai đội đều có những biến động nhưng theo chiều hướng khác nhau. Công an Hà Nội giữ nguyên các ngôi sao, thậm chí bổ sung thêm những gương mặt chất lượng như trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh từ Hà Nội Fan Club và Lê Phạm Thành Long từ chính Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa chia tay trục xương sống của đội bóng. Ngoài Thành Long, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, cặp tiền đạo Paulo Conrado và vua phá lưới của đội Bruno Cantan. Dù vậy, người hâm mộ xứ Thanh vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, bản hợp đồng mới mà cũ mang tên Di Mario, vua phá lưới V-League 2022 và quan trọng hơn cả là giữ chân được huấn luyện viên Velija Popov. Huấn luyện viên người Bulgaria thổi luồng sinh khí mới để biến Thanh Hóa thành một trong những đội pressing và phản công hấp dẫn nhất mùa vừa qua. Lối chơi gắn kết và tinh thần là điều Thanh Hóa phải tận dụng triệt để khi trước mắt là đối thủ với những cá nhân chất lượng. Dù ba lần thay huấn luyện viên vẫn có thể kéo cả câu lạc bộ đến chức vô địch với tư cách tân binh V-League. Giống như những mùa trước, nếu trận tranh siêu cúp không phân định thắng bại trong 90 phút chính thức, hai đội sẽ bước vào loạt luân lưu. Tiền thưởng cho đội chiến thắng là 300 triệu đồng, còn thua là 200 triệu đồng. Phần thưởng 10 triệu đồng dành cho hai giải cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất trận và cầu thủ mở tỷ số. Siêu cúp quốc gia lần đầu tổ chức năm 1999. Sau 23 lần tổ chức, Hà Nội chiến thắng nhiều nhất với 5 lần năm 2010, 2018, 2019, 2020, 2022. Xếp sau là Sông Lam Nghệ An và Bình Dương với cùng 4 lần. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.